Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm sau sinh, vấn đề không phải là mới nhưng mà chưa có lúc nào lại nóng như là những ngày gần đây. Sau vụ việc một người mẹ trẻ tại Thạch Thất, Hà Nội được cho là vì trầm cảm mà đã tự tay dìm chết con trai hơn 30 ngày tuổi trong chậu nước. Thực tế thì trầm cảm sau sinh có thể xảy ra với bất kỳ một sản phụ nào với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên thì có hai trạng thái mà các chuyên gia tâm lý đặc biệt lo lắng với căn bệnh này, đó là tự làm hại bản thân mình hoặc là làm hại chính con của họ. Ở trường hợp thứ hai, sau khi mà sát hại con thì phần lớn là các bà mẹ cũng đều tự sát. Vậy thì tại sao họ lại có những suy nghĩ và hành động tiêu cực như vậy? Những gì đã diễn ra trong đầu của các bà mẹ mắc trầm cảm sau sinh? Và có mặt tại trường quay của Chào Buổi Tối lúc này là chị Lê Thị Minh Thúy, một bà mẹ đã từng mắc trầm cảm sau sinh tới 2 lần. Chị sẽ chia sẻ lại câu chuyện của chính mình trong cái thời gian mà mình đã bị trầm cảm như thế nào và làm sao để chị vượt qua được thời gian đó, đúng không ạ? Vâng, trước tiên rất cảm ơn chị Thúy đã đến với trường quay của Chào Buổi Tối. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện này thì xin mời chị cũng như là quý vị khán giả hãy cùng đến với một phóng sự ngắn sau đây để thấy được những tổng hợp của chúng tôi về những trường hợp trầm cảm sau sinh trong thời gian vừa qua. Vụ việc gần đây nhất và đang gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày 12 tháng 6 tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Người mẹ 19 tuổi được cho là do mắc chứng trầm cảm đã bế con trai 35 ngày tuổi dìm vào chậu nước. Trong lời khai với cảnh sát, bà mẹ này cho biết khi đó chị thấy đau đầu, cảm giác như có ai đập vào khiến mất kiểm soát và thực hiện hành vi giết con đẻ của mình. Tại nơi xảy ra sự việc còn có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày" được viết bằng than hòa. Trước đó vào những ngày đầu năm 2017, ngày 30 tháng 1, tức mùng 3 Tết, một bà mẹ 27 tuổi tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã sát hại con trai mới 5 tháng tuổi của mình. Bà mẹ này có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Bác sĩ từng cảnh báo người thân nên tách hai mẹ con. Tuy nhiên, ngày mùng 3 Tết nhà có khách, người mẹ đã bế con trai xuống nhà sau và giết hại đứa bé. Sau đó chị nhảy xuống giếng tự tử nhưng không chết. Cũng tại Hà Nội, vào tháng 10 năm 2016, một bà mẹ ở huyện Gia Lâm khi mới sinh con được một tháng đã bất ngờ tự tử tại cầu Phù Đổng. Người thân cho biết có thể là do chị mắc chứng trầm cảm sau sinh nên khi mẹ chồng muốn con dâu đưa bé về chăm sóc, sau một tuần về nhà chồng, chị đã nghĩ quẩn. Vâng, đó là những cái sự việc rất là đau lòng đã xảy ra mà không phải là lâu mà là trong thời gian rất là gần đây và ngay chính tại thủ đô Hà Nội thôi. Chị Thúy thì sao? Chị có thể chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của chị đã xảy ra như thế nào? Tức là chị cảm thấy những cái điều bất thường đến vào thời điểm nào và nó đến đột ngột hay là từ từ ạ? Thật ra thì tôi mang thai 3 lần, sinh con 3 lần thì có 2 lần bị mắc trầm cảm. Thế thì lần thứ 2 và lần thứ 3 thì lần thứ 3 là lần nặng nhất. Nó đến hoàn toàn từ từ. Và mình gần như mình không biết, bởi vì hàng ngày tôi vẫn chăm sóc các con như bình thường. Nhưng mà những cái cảm giác tiêu cực ấy, nó cứ xâm nhập vào mình, nó cứ từ từ từng bước một. Và có những cái biểu hiện mà đến khi lúc mình chợt tỉnh dậy, mình mới biết rằng là mình đã bị những cái mà mất kiểm soát như vậy. Vâng, trước khi sinh thì chị là một người như thế nào ạ? Chị có bao giờ bị stress không? Và chị có nghĩ là có thể đến một thời điểm nào mà mình cũng bị trầm cảm như vậy không ạ? Chưa bao giờ. Tại vì bản thân tôi là một người hoạt động về công tác xã hội, mình tham gia nhiều và cũng rất là hoạt bát, vui vẻ, dễ gần với mọi người và chưa bao giờ mình rơi vào một cái trạng thái trầm cảm và không bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể bị stress hay là bị bất cứ một cái thái độ, một cái hình ảnh, một cái hành động tiêu cực nào cả. Và nhất là để mà tổn hại đến các con thì cũng không bao giờ nghĩ đến cái điều đó. Vâng, sau khi sinh, khi mà rơi vào trầm cảm thì bản thân của chị có nhận thấy những cái điều bất thường gì trong suy nghĩ cũng như là trong hành động của mình không ạ? Thật ra thì khi mà bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm ấy, gần như tôi không biết về cái điều đó. Nhưng khi mà biểu hiện ra cái trạng thái đó rồi và tôi phải đấu tranh nó. Ví dụ như những người mẹ trong cái clip mình vừa mới xem ấy, thì mẹ đã cho con vào chậu nước. Thì bản thân tôi ấy, thì khi mà có mọi người đông đúc thì không sao. Nhưng khi có một mình ấy, với con thì tôi bế con ra cái ban công. Và tự dưng tôi cứ nghe thấy một tiếng nói ở tai mình ấy, ném con xuống. Xong rồi tôi giơ tay lên như thế này, tôi ôm con như thế này. Xong rồi tôi nghĩ là tại sao mình lại ném con mình nhỉ, hạ xuống. Xong rồi đã bảo ném con xuống rồi cơ mà, tại sao không ném? Tôi lại giơ lên, tôi bảo con mình cơ mà, tại sao mình lại ném? Lại hạ xuống. Tôi cứ như thế tôi đấu tranh với cái việc là ném con hay không ném. Thế thì tôi sợ quá, tôi chạy vào trong nhà và tôi ôm con thật chặt. Và tôi đóng cửa, cái cửa ban công vào. Và tôi ngồi tôi rất sợ. Đấy là lần chị sinh thứ mấy đấy ạ? Cả hai lần bị đều có cảm giác như vâng, thế. Vâng, hai lần. Khi mà chị chạy vào trong nhà rồi thì lúc đấy chị suy nghĩ như thế nào? Trong đầu mình
có suy nghĩ gì không? Có suy nghĩ là đấy là mình ảo giác hay là đấy là những điều mà đang xảy ra rất là thực không ạ? Tôi chỉ hỏi là tại sao mình như vậy thôi. Còn hầu như mình không có một cái suy nghĩ nhiều là tại sao mình như vậy. Chỉ biết là ngạc nhiên và tôi thử nghiệm. Tôi hỏi tại sao mình lại có hành động như vậy. Thì tôi ra đấy không có biểu hiện gì hết. Vâng. Nhưng mà thực tế là trong những cái giai đoạn mà chị có những biểu hiện lạ như vậy thì chị đã làm gì để làm tổn thương đến các bé chưa? Khi cái lần đỉnh điểm ấy là lúc tôi sinh cháu thứ ba. Thì cái đứa bé mà tôi cứ hạ lên đặt xuống nhiều lần ấy là em bé thì lúc đấy cũng rất là nhỏ rồi. Thì tôi có hai em bé lớn rồi. Thế mình rất là mệt mỏi, mình muốn nghỉ ngơi thì hai bé đi học về quấy phá. Và lúc tôi cầm cái roi tôi đánh các con, mà tôi đánh nó như một quân thù. Tôi cứ cầm đứa nào tôi vụt. Tôi vụt vụt cách tới tấp. Và sau đó thì có một giây tự dưng tôi dừng lại. Các bé nhìn tôi nem nép sợ. Và tự dưng tôi òa khóc. Tôi bảo tại sao mẹ lại đánh con. Và tôi tự hỏi bản thân mình tại sao mình lại đánh con như vậy. Mình rất yêu con cơ mà, tại sao mình lại làm như thế. Tôi gọi chúng nó vào thì không một đứa trẻ nào dám gần với tôi. Tôi cứ ngồi tôi khóc. Con cứ nhìn tôi khóc. Cái tình trạng là chị đánh các cháu, hai cháu lớn hơn như vậy thì có diễn ra thường xuyên hay không ạ? Không. Cũng may mắn là khi mà diễn ra cái tình trạng như thế thì tôi tự suy nghĩ và tại sao mình rất là yêu con, tại sao mình lại làm vậy với con, và những cái câu hỏi đấy liên tục ở trong đầu của mình. Và đến lúc đấy thì tôi cũng, thật ra thì nó cũng kéo dài một thời gian khá dài rồi và phải đấu tranh rất là nhiều rồi. Nhưng lúc đó tôi bảo bây giờ tôi phải tự tôi phải cứu mình ra khỏi cái việc như vậy. Lúc ấy tôi cũng chưa biết thế nào là trầm cảm đâu, tại vì bản thân mình không bị những cái hành động này bao giờ cả. Thì tôi cũng chỉ tìm hiểu các thông tin để tôi biết là cái hiện tượng đấy là như thế nào, tại sao lại bị như vậy. Khi mà chị đánh các cháu như vậy thì là lúc đấy chị ở một mình hay là có các thành viên khác trong gia đình ở nhà không ạ? Lúc đấy thì chỉ có tôi và các con thôi. Cũng chỉ có chị và các con, tức là cái tình trạng này nó xảy ra chính xác là vào những cái thời điểm mà chị ở một mình cùng với các con đúng không? Đúng rồi. Chị có hay phải ở một mình với các cháu như vậy không? Thường xuyên phải ở. Và những cái lúc đấy thì tinh thần của chị rất là bị ảnh hưởng đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Khi đã trải qua tất cả những chuyện này rồi thì chị có sâu chuỗi và chị có tìm hiểu nguyên nhân tại vì sao mà trong giai đoạn đó mình lại cảm thấy bị có những cái suy nghĩ tiêu cực nó xâm chiếm mình như thế không? Bởi vì tôi cũng đã có rất là nhiều thời gian nói chuyện và tìm hiểu tâm sinh lý của những người phụ nữ sau khi sinh nở. Thì tôi biết là có nhiều người phụ nữ bị những cái giọng nói mà người ta cứ nghe lảng vảng trong đầu là nào là ném con xuống hay là ném con vào tường hay là làm tổn thương con, đâm kéo vào người con chẳng hạn. Tôi nghe rất nhiều câu chuyện như vậy và tôi cũng đã nói chuyện với những bác sĩ tâm lý thì họ bảo đó là những cái dấu hiệu nhận biết để có thể thấy rằng là mình trầm cảm. Chị có biết là nguyên nhân từ đâu hay không? Thật ra thì nguyên nhân rất nhiều những nguyên nhân. Bởi vì là sau khi sinh ấy, người mẹ thì cần được nghỉ ngơi. Thì chồng tôi thì đi công tác xa, bố mẹ chồng thì lớn tuổi, bố mẹ đẻ mình cũng như vậy. Và bản thân ông bà cũng rất là nhiều bệnh. Mình cũng không muốn làm phiền mọi người, mà cái thời điểm đấy thì hai vợ chồng được ở riêng. Thế thành ra là lại nhiều những cái cơ hội mà chỉ có một mình với các con. Thế đêm hôm thì cũng không có người hỗ trợ. Thì cái cảm giác của cái việc mà đêm các con quấy khóc ấy và thêm hai đứa bé quậy nữa thì cảm giác rất là ức chế. Có nhiều lúc mà dạy chăm con ấy thì cứ trong cái đầu của mình ấy chỉ cứ nói bằng cái tâm thôi. Con ơi, mẹ xin con rồi, mẹ lạy con rồi, con nín đi cho mẹ nhờ. Mẹ mệt lắm rồi, mẹ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thế thì đến khi mà mình bị cái ảo giác về cái tiếng nói đấy thì mình cũng cảm giác như là con người của mình nói, nhưng mà cũng không phải, bởi vì mình có đâu có muốn ném con mình đâu. Thế tại sao lại như thế thì mình cứ sâu chuỗi lại tất cả những cái hành động đấy của mình và những cái hành động mất kiểm soát đấy của mình là tại sao và do đâu. Thì mình cũng đã tìm hiểu các thông tin trên mạng để cũng do rất nhiều cái yếu tố để mà tạo nên cái phản xạ như thế. Thì tôi cũng tự mình để tìm cách để mình khắc chế lại cái phản ứng tiêu cực đó. Chị có chia sẻ điều này với những người trong gia đình không? Và khi mà họ biết thì họ có tìm cách để giúp đỡ chị hay không? Thật ra thì người đầu tiên tôi chia sẻ là mẹ, mẹ đẻ. Thì khi tôi nói với mẹ là mẹ ơi, mẹ cứu con với. Bây giờ con mất kiểm soát rồi. Con chỉ sợ một lúc nào đó con phát điên. Và con không thể nào là ở trong trại thương điên mà để cho các con vào thăm con được. Con chỉ sợ là tổn hại đến các con thôi, mẹ cứu con. Thì khi mẹ tôi đến thì tôi có chia sẻ về những cái việc đó. Và tôi nhờ mẹ giúp đỡ. Là khi mà con cảm giác mẹ nhìn cái thái độ của con mất kiểm soát rồi, thì mẹ hãy đưa các cháu ra ngoài. Kể cả em bé mẹ cũng đưa ra ngoài cho con. Con chỉ cần ở một mình thôi. Thế thì trong quá trình như thế thì mẹ tôi cứ làm theo những cái gì tôi căn dặn. Và bên cạnh đó thì tôi đã nghe nhạc thiền. Và tôi có vô tình có xem một cái câu 10 câu chuyện của Đức Phật thời tại thế. Tất cả sướng khổ tại tâm của mình. Và tôi bắt đầu là tự mình ám thị.
trong cái đầu của mình. Vâng, vâng, chị Thúy thân mến, chị thì là một người mẹ rất là may mắn vì chị đã vượt qua cả hai cái lần trầm cảm sau sinh như vậy. Vậy thì bây giờ để nói một cái điều gì đó giúp cho các bà mẹ sau khi sinh mà nếu như có thể rơi vào cái trường hợp như thế này thì họ sẽ phải làm gì để có thể vượt qua được giống như chị ạ? Thật ra thì mỗi một hoàn cảnh, mỗi một người mẹ sau khi sinh ra cũng tùy vào hoàn cảnh của gia đình đó để mà áp dụng, cũng không có gì có thể nói hay được cả. Thế nhưng mà với bản thân tôi thì khi mà mình rơi vào cái trạng thái đó thì tôi hay nhìn vào các con, nhìn vào những cái sự chăm sóc nuôi dưỡng của cha mẹ mình dành cho mình. Tại vì có khi làm cha làm mẹ biết là hiểu lòng cha mẹ thì mình hiểu được cái cảm giác đó. Và tôi nghe nhạc thiền, tôi tìm những cái niềm vui ở bên ngoài. Vâng. Có thời điểm khi bố mẹ chồng tôi biết tôi bị như thế thì ông bà có mời người giúp việc về giúp cho tôi. Vâng. Và tôi có thời gian để tôi đi ra ngoài giao lưu với mọi người. Chắc chắn là phải có những người xung quanh giúp đỡ được, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị Lê Thị Minh Thúy rất nhiều vì câu chuyện mà chị đã chia sẻ cùng với khán giả VTC ngày hôm nay. Thưa quý vị, trầm cảm sau sinh có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào. Vì thế các chuyên gia khuyến nghị là để phòng chống ngay từ khi mà mang thai, cả vợ và chồng cần phải học cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngoài ra người phụ nữ cũng cần phải học cách thư giãn và nghỉ ngơi, tránh căng thẳng mệt mỏi cả trước và sau sinh. Gia đình và đặc biệt là người chồng cần phải động viên gần gũi và chia sẻ với người phụ nữ về quá trình sinh nở cũng như là chăm sóc em bé để ngăn ngừa nguy cơ họ rơi vào trầm cảm. Còn khi đã phát hiện người mẹ sau sinh có dấu hiệu bất thường về tâm lý thì gia đình cần phải cân nhắc việc đưa họ tới khám bác sĩ chuyên khoa. Việc điều trị càng sớm thì sẽ càng đạt được kết quả hiệu quả cao và để xảy ra các vụ việc đau lòng mẹ giết con vì trầm cảm thì sẽ không còn xảy ra nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chào buổi tối của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.